mẹ mẹ Yun know. à đúng rồi con trai của mẹ con cũng nhớ mẹ nhiều lắm thì ra con vẫn còn sống con có sao không con phải con còn sống bây giờ con đã ở đây rồi con đúng là con trai của mẹ đúng là con rồi con đã đi đâu vậy mẹ không biết chuyện gì hết Mẹ cứ tưởng là con đã chết rồi chứ! Sao tới bây giờ con mới chịu quay lại? Mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi con Yun Ho à! Yun Ho à! Thời gian qua con đã ở đâu? Sao con không quay về tìm mẹ chứ? Con xin lỗi mẹ! không sao đâu vô mẹ mừng là con không sao rồi chỉ cần con không sao thôi sao mẹ thấy con ốm đi con, con ốm đi nhiều quá vậy con đã xảy ra chuyện gì con đang ở đâu hả sao con không chuyển về nhà với mẹ mẹ à xin mẹ đừng khóc nữa con vẫn còn sống mà vô đồ à về nhà thôi đi thôi chúng ta về nhà thôi dùn vô à con thật sự xin lỗi mẹ nhưng bây giờ cô không thể về được ý con là sao sao lại không thể về được con sẽ nói cho mẹ biết phim được chiếu thuyết minh tại chiêu hai in con đang nói gì vậy hả juno tại sao con không thể về nhà được con cần phải sống với danh nghĩa của liên quân còn nói gì vậy tại sao chứ thật ra là ba không chết vì tai nạn là có người để dàn xếp là chân thể hoa đã làm chuyện đó Trường khê hòa đã làm chuyện đó sao không thể như vậy được con phải trả thù cho cái chết của ba con không có nhiều thời gian nữa bây giờ con phải quay lại ngay lập tức nếu không thì bà ta sẽ nghi ngờ con mẹ phải giúp con chuyện này phải coi con là ly wujin đi con đang nói gì vậy Jun ngô mẹ không hiểu con đang nói gì hết chuyện trả thù này rồi ly wujin là sao con biết là bây giờ mẹ không hiểu. Nhưng con xin mẹ. Hãy tin con. Và chờ đợi con đi. Làm sao mẹ có thể chờ được chứ? Xuống thời gian qua, lúc nào mẹ cũng nghĩ về con hết. Cứ nghĩ tới con là tim mẹ lại quặn đau tới mức không thể nào thở nổi nữa. Mẹ tự hỏi khi nào nỗi đau đó mới vượt qua được. Mẹ nghĩ nó chỉ hết khi mẹ chết đi thôi. Mẹ à mẹ. Cô đã quyết định rồi. Không được hãy để cảnh sát giải quyết chuyện này đi con nha không có chứng cứ nào hết cảnh sát sẽ không làm được gì đâu bà ta sẽ thoát tội thôi mẹ hà dù gì con cũng không thể ở chỗ cô ta được đâu mẹ không thể lại mất con một lần nữa bảy năm là quá đủ đối với mẹ rồi nhưng mà ba của con chết là do bà ta con là con trai của ba mà mẹ mẹ không thể để con quay trở lại đó được con đừng trả thù nữa mẹ xin con làm ơn hãy về nhà với mẹ đi. Ừ. Vậy còn hơn Sư thì sao? Hơn Sư Đang hạnh phúc mà không có con. Còn biết cô ấy đã kết hôn với đủ chiên. Nếu như bây giờ cô quay lại, thì tất cả mọi người sẽ rất đau khổ. Dù nó hồ à. hãy tha lỗi cho con nha mẹ Vô nô à Mình không thể tin được Sao lại như vậy chứ Không Không thể để Duyên Hồ ở với cô ta đi Duyên Hồ à Mẹ ơi Mẹ tới đây có chuyện gì không mẹ À, thật ra mẹ mẹ có phải mẹ tới để gặp Li Vu Chin không? <laughs> mẹ con xin lỗi Bây giờ mẹ phải cẩn thận một chút. Nếu không thì nó sẽ có thể tệ hơn đó. Mẹ có chắc là mẹ không cần phải tới bệnh viện không? Ờ, à, oh, cũng không nghiêm trọng tới mức đó đâu con à. à. Nhưng mà con thấy đau lòng quá. Chắc là anh cũng buồn lắm hả? Ờ, à, cũng buồn chứ em. À, em xin lỗi anh. Lẽ ra em nên bảo vệ cho mẹ mới đúng. Ờ, à, nhưng mà đó không phải lỗi của em đâu. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một chút đi ha Nè, nè, giờ con mau về nhà đi con à. Chuyện ngày hôm nay con nhất định không được nói là mình biết đó, biết chưa? Nếu vậy đáng ra mẹ nên cẩn thận hơn mới phải chứ mẹ. Sum chi nào Thôi con biết rồi, con đi đi. <laughs> Thật là muốn điên mất mà. Anh, em có chút chuyện muốn hỏi anh được không? Ờ, anh hơi bận một chút. Để sau đi. Junho là ai vậy anh? Người phụ nữ tới đây cứ luôn miệng gọi em là Junho Junho. Bà ấy là mẹ kế của anh mà. Ờ, à, về chuyện đó thì chắc là mẹ đã rất bối rối đó. Con trai đã chết của bà ấy nhìn giống hệt như em mà. Thật vậy hả? Ồ, nhưng sao bà ấy lại nhìn nhầm em thành anh ta được chứ? Mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ nói con biết đi, sao mẹ lại tới đó? Mẹ đã gặp Li Gu Chin đúng không? Mẹ có nhắc tới Dung Ho chứ? Rồi anh ta nói sao hả? Hơn Xu đang hạnh phúc mà không có con. Còn biết cô ấy đã kết hôn với Đu Chin. Nếu như bây giờ con quay lại, thì tất cả mọi người sẽ rất đau khổ. M mẹ à! Trời ơi! mình nên làm gì đây? Mình phải làm sao đây? Mẹ đừng khóc mà mẹ, con sẽ bảo vệ cho Hân Su mà, nha mẹ. Yun Ho à, Yun Ho à, mẹ mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà, Li Guoqin không phải là Yun Ho đâu mẹ. <laughs> ồ có chuyện gì vậy em bị làm sao vậy ba không thể tin thế hoa lại làm ra chuyện như vậy con không biết gì về chuyện này sao dạ con cũng không biết nữa nếu con biết được chuyện này thì con đã ngăn mẹ lại rồi thưa ba con nghĩ chắc là mẹ đã sốc lắm à, đương nhiên là phải sốc rồi Cậu ta giống hệt đứa con trai đã chết của mẹ mà. Anh gặp rồi hả? Cậu Li Guqin đó? À, à, không có. Anh chỉ nghe mẹ nói về cậu ta cho nên mới biết. Trường Thế Hoa. Cái bà này đúng là... à, bà, bà. Nếu như bà tìm mẹ con nói chuyện thì biết cháu sẽ chỉ phức tạp lên thôi. Để con giải quyết chuyện này cho. Mẹ không thể để mất con một lần nữa. Bảy năm đã là quá đủ đối với mẹ rồi. dạ à, con chưa ngủ hả dạ có phải là mẹ có chuyện muốn nói với con không ờ à, con nhìn lại con đi chắc ngày mai con phải đi cắt tóc rồi đó ờ à, dạ con biết rồi dù sao thì con cũng nên chú ý hơn tới bề ngoài ngày mai hãy ra ngoài với cậu joe đi rồi mua sắm những thứ cần thiết nha dạ Các oh, 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 oh. bụng hồ Anh đúng là vô duyên hết sức luôn <sư conhecười> thiệt tình Vậy thì bây giờ Mình biết nói gì với chân thê hoa đây Nếu như chị ta biết được Chị ta sẽ không cho xe ra lấy sung chin đâu Không được không được không được nhất định phải để cho Sumi và sera kết hôn với nhau mới được chứ vậy thì thê hoa không thể làm gì được nữa ừ, chắc con chết mất thôi chắc tại bữa tối con ăn nhiều quá rồi vậy mới nói con đừng có ăn nhiều quá trời ơi nhìn mặt của con sắp phình to ra luôn rồi kìa ơi vì con không được ăn đồ ăn mắc tiền như vậy thường xuyên mà nên phải tranh thủ ăn nhiều chứ đúng là đồ ăn ngon có khác <laughs> ghen tỵ quá cả hên su và han son đều được ăn toàn đồ mắc tiền mỗi ngày luôn nhưng mà sun di đang làm cái gì vậy sao ở trong đó yên lặng quá sun à, di à con đang làm gì vậy à, con đang sắp xếp đồ đạc con sẽ tới sống chung với han son nữa trời ơi Mẹ đã nói rõ ràng với con rồi mà. Hanson không thể sống với chúng ta được đâu. Sao vậy mẹ? Thằng bé kêu con qua sống chung với nó mà. Ai, không phải như vậy đâu mà. À, Thôi được rồi. Hanson sẽ về đây chơi với con trong 10 ngày nữa. Con mau cất hết đồ đi. Mau lên. 10 ngày nữa hả mẹ? À, à, à. Ờ, nhưng mà vậy thì còn nhớ hành son lắm bà nội bị bệnh hả bà nội đừng có bệnh mà con nhất định sẽ làm cho bà nội khỏe hơn nha son à dạ nếu như bây giờ con gặp lại ba ruột của con thì con sẽ nói gì với ba con sẽ nói ba đừng có lo cho con nữa con đang sống hạnh phúc với mẹ và cả ba dượng nữa cho nên con sẽ kêu ba phải sống thật hạnh phúc you know. mình phải đưa nó ra khỏi đó không thể để thằng bé sống ở đây được mình phải ngăn nó lại mình nhất định phải đưa nó về nhà Con phải trả thù cho cái chết của ba Không được Hãy để cảnh sát giải quyết chuyện này đi con Nha Không có chứng cứ nào Cảnh sát không thể làm được gì hết Trường thì Hoa sẽ thoát tội mẹ à Dương nó à Bây giờ mẹ nên làm gì đây con làm sao để kết thúc chuyện này bây giờ? Làm sao đây? Để... cũng tại mình hết. Nếu như mình không tái hôn sớm, nếu mình không để cho Hân Su và Đu Chiên kết hôn với nhau, nếu như mình cố gắng tìm thấy Dun Hô sớm hơn, thằng bé đã có thể quay về với mình rồi. Ủa sao mẹ ngồi đi Mẹ vẫn còn chưa ngủ hả? Con Thật sự không biết sao Con không hiểu mẹ đang nói cái gì hết Con đã không biết chuyện Mẹ con đưa Li Wu chin về nhà bãi Con thật sự không biết chuyện đó sao Dạ phải Thật ra con cũng bất ngờ lắm Phải rồi Con không biết là đúng Sao mẹ mẹ sẽ không tha thứ cho con nếu như con biết chuyện đó mà giấu mẹ đâu mình thấy mẹ kế cái... đang có những hành động rất khác lạ là... Sung Chi, anh kêu tôi tới đây có chuyện gì? Chắc là cô vẫn còn nhớ đã nói chuyện với Hên Su và Li Chin đúng không? Nhớ. Để dành năng lượng của cô cho việc gì đó có ít hơn đi. Cô hãy thôi việc tìm kiếm Li Chin đi. Tôi không cần lời khuyên của anh. Bây giờ, tôi có thể tự lo được. Cô nghe tôi nói cho rõ đi. Tốt nhất đừng có âm mưu gì hết. Tại sao cô không từ bỏ đuôi chim vậy hả? Cô biết rõ hơn ai hết. Đó không phải là tình yêu mà. Anh cư xử rất lạ lùng. Anh làm tôi nghĩ là anh có hứng thú với tôi đó. Nếu anh vẫn làm như vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm đó nha. <laughs> Nếu tôi hứng thú, thì cô sẽ làm cái gì? Cái gì? Giáo đốc bà ơi, có chuyện rồi. Ờ, 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 Ôi trời đất ơi à, trời. À. Từ cái kim mà, Tại sao giờ mà không gõ cửa vậy à, à, Dạ tôi xin lỗi à, Có chuyện gì hả à, Công ty bên châu Âu nói là Muốn ký hợp đồng Đại diện của họ muốn trực tiếp nói chuyện với Hình Xu Để bàn về chuyện hợp đồng Anh nói cái gì kỳ cục vậy Tôi mới là người đại diện mà Hơi à, tình xấu rồi đây Chắc chắn Hình Xu đã là hết tất cả mọi chuyện này giùm anh luôn rồi <laughs> Dạ xin chúc mừng chị Chúc mừng chị đã đạt được thành công Chị sẽ sớm giải quyết được thị trường thế giới <laughs> Anh đừng nói như vậy mà tôi sẽ không thành công nếu mà không có mọi người à, dạ chị đâu có cần phải khiêm tốn vậy đâu chứ dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng chỉ là trợ lý của chị thôi <cười> <cười> chị hên xưa đúng là số một <laughs> trời ơi, đúng vậy tôi biết chị sẽ đi được xa mà <laughs> à? hả mấy dạ. người vẫn còn đang tán dốc trong khi định hướng mới chỉ còn mấy ngày nữa đó hả Không hên Su, Thật ra cô đã nhìn thấy Li Wu hay chưa Sao cô bình thản quá vậy chứ Nè Dạo này cô sống tốt quá ha Tôi cũng đang thắc mắc Không lẽ cô không muốn Nhìn thấy Li Wu hay sao Anh ấy chỉ giống Jun Ho thôi Chứ không phải là Jun Ho đâu Ý cô là sao Nói vậy là cô đang thấy vui mừng vì li chin không phải là dun hô chứ gì cũng đúng nếu dun hô còn sống quay lại mà cô đã kết hôn với điều chin rồi thì chuyện đó khủng khiếp lắm cô hãy cẩn thận lời nói của mình đó cô nhẫn tâm thật. nếu dun hô biết là bây giờ cô không muốn anh ta sống lại thì sao đây bà ơi bà mẹ ơi mẹ Mẹ ơi mẹ! Mẹ đang ngủ hả? Mẹ không có ngủ đâu đù chi. <laughs> sao mẹ lại giả giờ ngủ như vậy? Con tới đây thăm mẹ, nhưng mẹ lại nằm ngủ như vậy thì sao đây? Vậy thì mẹ mới có thể gặp hành son xong mỗi ngày nữa. Hả? ờ sao thời gian không trôi qua nhanh hơn? Ờ, Đồ chiên nội mẹ hỏi con mẹ phải ngủ bao lâu để được tính là một ngày vậy? Con không hiểu mẹ đang nói cái gì hết. Mẹ chồng mẹ nói là trong mười ngày nữa Han Son sẽ về với mẹ thì thì mẹ có thể sống chung với Han Son rồi Han So. Đó chính là lý do mẹ muốn ngủ như vậy sao? ờ à. Bây giờ mẹ phải ngủ nhưng mẹ lại không thấy buồn ngủ. Ờ, à, chỉ cần ngủ 10 ngày thôi là mẹ gặp được Han Son rồi. Ừ. Uyên Súc à, có chuyện lớn rồi con. Không ngờ Xuân Di lại trở nên bướng bỉnh tới như vậy. Nó cứ nhất quyết muốn sống chung với Han Son cho bằng được đó con à. <laughs> Dù sao thì chị ấy và han son cũng là bà cháu với nhau mà tới con còn thấy nhớ đây nè Hú hồ là chị ấy nữa Ôi, trời ơi thi tình à. nè 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 con đi bà đâu ơi. vậy có phải là mấy ngày nay con vẫn còn tới chỗ của cậu ly không mẹ ơi chuyện đó thì nè con phải nhớ lời thầy bói nói đó con và cậu ly không hợp nhau đâu hai đứa không thể ghép thành đôi được có biết chưa Ơi trời ơi anh ấy gói mức dâu cho son mà con chỉ qua đó lấy thôi có gì đâu mà mẹ phải lo chứ vậy hả vậy mẹ có biết anh ấy đã nói chuyện gì với con hay không hả anh ấy nói với con là thật ra con nên giữ son lại để nuôi đi vì dù là công hơn su hay là Chin đi nữa cũng không chu đáo bằng con đâu trời ơi thật vậy sao cái này cho hanson nè này, cái này cũng cho thằng bé luôn anh uh... Lê ơi ủa ủa xúc hả <laughs> dạ con chào bác <cười> <cười> trời ơi chỗ này đều là gửi cho Han Son hết luôn có phải không vậy dạ phải nó hay gọi con ông chú đáng yêu ơi ông chú đáng yêu ơi còn nhớ cái cảm giác nó gọi cô quá tất cả <laughs> mọi người ai cũng nhớ thằng bé hết mà dù sao đi nữa thì chị sun di cũng nhớ thằng bé nhiều nhất luôn đương <laughs> nhiên là vậy rồi anh cũng nhớ cô ấy nhớ thằng bé nhiều lắm gần đây không thấy cô cười gì hết trơn Xin chào mọi Ủa? người ờ, Cháu rể ma tới ừ. rồi hả Dạ <cười> <cười> Lúc nãy con vừa ghé qua nhà mình và gặp mẹ rồi Xuân Di hả con Dạ đúng Theo như con thấy thì mẹ có vẻ nhớ Han Son nhiều lắm đó bà Nó có nói với con là Nó muốn sống với thằng bé hay không Trời ơi Cô không thể kêu con dọn ra Và sống với chị ấy được Buồn súc à Con đừng có nói như vậy nữa mà <cười> <cười> Xin mời giám đốc hãy xem qua, đây là những mẫu thiết kế dành cho bơi lội ngoài trời, những mẫu này hiện tại đang rất thịnh hành. Ờ, mẹ chồng mẹ nói là trong 10 ngày nữa, Han Son sẽ về với mẹ thì thì mẹ có thể sống chung với Han Son và Hanh Son. giám đốc mà, À, xin lỗi mọi người. Cảm ơn cô rất nhiều. Người đó là... Anh ba à? Ờ, à, Yoshin à? Em tới đây làm gì? Em tới với buổi trưng bày đó. Cô ma Yoshin. <laughs> anh là... Dạ, rất vui được gặp anh. Tôi chính là Kim Sức hoon chính là giám đốc của công ty du lịch. À, vậy sao? Rất vui được gặp anh. Anh là Manu Chin của công ty TSK, có phải không? Tôi đã tới dự đám cưới của anh đó. Anh đã tới đám cưới của tôi hả? Nhưng mà làm sao... Anh chẳng chưa biết gì à? Tôi với lại Major Chin đang hẹn hò với nhau đó. Hả? À, anh Kim Sức hoon à? Thì vậy anh mới nói, em nên giới thiệu anh với người nhà em biết mới phải chứ. Anh đã từng gặp mẹ của em, rồi còn cả anh hai của em luôn. Em không biết đâu. Anh thấy người lớn có vẻ thích anh lắm luôn đó. Chẳng lẽ em không nghĩ là mẹ của em rất thích anh hay sao gì? Anh mới gặp mẹ một lần thôi mà, sao anh dám chắc vậy chứ? Đâu chỉ có một lần đâu chứ. Anh đã nhìn thấy bà ấy ở đám cưới của anh ba em. Anh thấy sao? Hả? Anh nhìn thấy mẹ có vẻ buồn lắm đó. Một cái chuyện gì xảy ra em? Đó không phải là chuyện dễ nói đâu anh đoán là bí mật gia đình rồi. Dù yeah. à, sao đi nữa, tất cả mọi gia đình đều có bí mật mà. À, anh Sao anh lại tới nơi để hại cốt quả tán vậy? Anh đang nói chuyện gì vậy? Nơi để hại cốt gì? Trong lúc tôi đi theo anh tới đó, Tôi suýt bị tai nạn luôn mà. Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ chuyện đó. <laughs> Anh không nhớ sao? Anh cũng may lắm. Anh nói vậy là không hiểu gì rồi. Tôi đang bị bệnh nghiêm trọng mà. Cô là người Đã giết chết chồng tôi Còn phá hoại cuộc sống con của tôi Tôi sẽ không tha thứ cho cô Cô Uyên Giang E à Bây giờ Cô muốn thi nhìn với tôi có đúng không? Tôi mong là cô Đừng lợi dụng Li Chi. Đừng lợi dụng cậu ta sao? Cô đang nhờ tôi đó hả? Vậy thì cô nên nói lịch sự mới phải chứ. Cô chơi thầy hoa. Cô có còn là con người không? Gì hả? À. Vậy gia đình cậu ấy có biết? Là cô đang lợi dụng cậu ấy hay không? thực ra tôi không ép buộc cậu ta phải sống ở đây mà vậy thì tôi có thể gặp họ được hay không sao sao phải gặp chứ tôi nghĩ là mình nên gặp gia đình cậu li Wu chin đó nếu không tôi sẽ gặp cảnh sát rồi nhờ họ tìm ra gia đình cậu ấy giúp tôi lúc đó tôi sẽ yêu cầu gia đình cậu ấy giữ cậu ấy tránh xa cô ra cô đang nói chuyện vô lý rồi đó tôi không ép cậu ta phải sống ở đây đâu Chính là cậu ta muốn sống với tôi thôi. Cô đang làm cái gì vậy hả, Un E? Cô cứ chờ đó mà coi. Tôi nhất định sẽ làm cho cô phải cảm thấy hối hận. Vì những gì mà cô đã gây ra. Thôi đi. Tôi không biết là cô đang nói chuyện gì hết. Cậu Li Chin. Chúng ta nói chuyện một chút được không? <laughs> nói chuyện gì chứ? Có gì cứ nói trước mặt tôi đi. Cô đang lo lắng quá đó. Không lẽ cô đang che giấu chuyện gì sao? Tôi nghĩ là bà đang hiểu lầm rồi. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bà. Xin bà làm ơn, đừng thô lỗi với mẹ của tôi. khinh hồ à làm ơn hãy nghe mẹ nói dù sao ba con cũng qua đời rồi cho dù bây giờ con có trả thù cũng không thể đưa ba con trở lại được đâu con không thể tha thứ cho bà ta việc đã phá hủy cuộc đời của con mẹ không nói là con nên tha thứ cho thê hoa nhưng mà con đừng vì trả thù mà con tiếp tục sống với thân phận người khác nếu con làm vậy thì bản thân con chỉ khổ sở hơn thôi. Con không quan tâm tới chuyện đó đâu. Mục tiêu của cuộc đời con là làm cho bà ta phải trả giá. Đừng mà Juno, làm ơn nghe mẹ nói đi đã. Con có thể bắt đầu cuộc sống lại mà con. Mẹ à mẹ, con bị bệnh Alzheimer. Con không thể bắt đầu lại cuộc đời của mình được nữa rồi. Nếu như lời con nói là sự thật, thì thầy Hòa chính là kẻ giết người. Mẹ không thể để con sống ở chỗ của cô ta, như vậy làm sao mẹ yên tâm được chứ? Ngày nào mẹ cũng cảm thấy lo lắng cho con hết. Thật ra bây giờ, con không phải là Junho mà mẹ biết. Dù cho mẹ có nói gì đi chăng nữa. Con hãy vì con trai của con. Mà dừng việc trả thù lại đi. Con trai của con sao? Hơn Sù đã phát hiện ra nó mang thai. Sau khi con bị mất tích. Duyên Hồ à. Quay về nhà đi con. Con hãy vì con trai của con. Mà quay về nhà đi. Hmm? Vậy con nghĩa là còn có con trai hay sao tên của thằng bé là hanson con đã đặt tên cho nó ờ cha con đã đặt tên cho đứa bé rồi ủa vậy ừ. sao dạ phải dù là con trai hay con gái thì tên của nó cũng sẽ có một chữ son là hanson đó thật ra thằng bé luôn cần một người ba ở bên cạnh ủa ừ, chú ơi chú nhìn chú giống ba của con lắm đó vậy sao dạ hằng son à thằng bé là con trai mình <laughs> ba ơi ha, son à. Ja. Đưa ba lô no, mẹ cầm cho Con có nhớ ba không về con trai Dạ nhớ Ba lúc nào cũng nhớ con hết trơn á. Bây giờ chúng ta về nhà nha Phim được chiếu thuyết minh tại Chiêu hay .in Mẹ không đi sao hả mẹ Ờ đi chứ tạm <laughs> biệt tạm biệt con